Chào các bác nhá. Hôm nay chào đón anh em quay lại với YouTube của bên shop Tân Ánh Bắc Giang các bác nhá. Chuẩn bị vào mùa chia đàn nhân giống ong các bác nhá. Các bác đã sắm cho mình những vật tư nuôi ong cần thiết chưa? Hiện giờ anh em đang sắm rất là nhiều vật tư nuôi ong cho mình, ví dụ như là thùng ong này, cầu ong, chân tầng. Bây giờ tại thời điểm này là đang đầu tháng 10 âm lịch, ở cái mùa gọi là mùa thu đông, thì cái mùa này là mùa đang chăm sóc này, dưỡng ong để chuẩn bị chia đàn nhân giống cho các bác nhé. Trong cái mùa này thì cái nguồn phấn nó rất là nhiều, ong đang phát triển mạnh thì các bác tranh thủ chăm và dưỡng để cho cái đàn ong của mình nó khỏe mạnh, và các bác tiến hành chia đàn để nhân giống chuẩn bị cho cái vụ khai thác mật xuân hè các bác nhé. Thì em xin giới thiệu những cái mặt hàng và vật tư nuôi ong đến các bác nhé. Shop em thì đầy đủ hết tất cả. Giới thiệu cho các bác trong cái mùa chia đàn này, thùng nuôi này các bác có thể chọn thùng gỗ gạo. Đấy, bên em có thùng gỗ gạo này, thùng gỗ gạo 26 ván liền nhé. Còn bác nào mà muốn cao cấp hơn, độ bền cao hơn một chút thì các bác có thể là chọn thùng gỗ sung. Đấy, thùng gỗ sung này đây. Thùng gỗ sung của bên em thì nó có hai loại, một loại là rộng 27 cm, một loại là rộng 30 cm. Đây là những cái kiện hàng mà em đã đóng gói này, kẹp đai, bọc màng co để chống bụi bẩn gửi tới cho các bác nhé. Hàng thì em ship đi toàn quốc, ship đi toàn quốc, và các bác nhận hàng có quyền xem và kiểm tra hàng. Đấy. Rất là nhiều, ví dụ như đơn này tận huyện tỉnh Đắk Lắk các bác này, huyện Cư Cun này. Đấy. Các bác mua hàng thì các bác cứ liên hệ trực tiếp với bên em sau số điện thoại trên đầu kênh nhé. Đây, Khánh Hòa này. Đấy, ở đâu đâu các bác cũng mua được. Thùng nuôi này, cầu nuôi, chân tầng, đây thì anh nhỉ, cái này dán chưa, đây này các bác này, chân tầng này là chân tầng nhập khẩu của hàng Trung rồi các bác này, em đóng rất là kỹ càng ở trong một cái hộp xốp này, mỗi một cái này là 30 miếng nhá, đấy các bác mua là đóng kỹ càng như vậy các bác nhá. Thế còn cầu nuôi này, bây giờ đang là cái mùa các bác lao cầu xây cầu, cầu tai trên gỗ xoan, siêu, chân thì là gỗ keo cứng. Hàng đã có trà nhẫn hết và có rạch rãnh này, rồi máng cho ăn này, nói chung là đủ các loại vật tư cho ngành ong. Các bác cần món gì thì các bác liên hệ trực tiếp với lại bên em theo số điện thoại trên màn hình nhé. Đấy, những cái thùng xốp này, những thùng mà chân tầng đã hàn cái cầu ong ấy, đã hàn hoàn chỉnh các bác nhé. Thì các bác thì có thể là các bác mua càng nhiều ấy thì giá nó càng rẻ, các bác mua một cái cũng được, ví dụ như đây một thùng luôn này. Đấy, ở tỉnh Hải Dương này. Đó, 260.000. Trong này có cả đồ nữa nhé. Nói chung là các bác cứ nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán. Đây, đây là những cái kiện cầu mà em đóng này gửi cho các bác đây. Ngay ngắn, vuông vắn, sau đó lại bọc màng co nhé. Bọc màng co im hết. Đó. Cái này thì là cũng ở tỉnh Hải Dương này các bác này. Đấy, đơn hàng là cầu ong nội và máng cho ong ăn. Các bác mọi miền như Tổ quốc ở đâu đâu cũng đặt được hàng, rất đơn giản thôi. Thế còn là các bác nào mà mới nuôi cần tư vấn và hỗ trợ về kỹ thuật nuôi thì các bác cứ liên hệ với em theo số điện thoại trên màn hình ấy, thì em sẽ có anh em trong tổ tư vấn kỹ thuật, tư vấn cho các bác làm sao kỹ thuật nuôi cho nó ổn định nhất, tốt nhất. Hoặc là các bác theo dõi những video về kỹ thuật nuôi ong mà em hướng dẫn nuôi ong ấy, em có đăng tải gần đây nhé. Đấy, hàng đi rất là nhiều, thì các bác có thể tham khảo một số những cái mẫu vật tư nuôi ong trong cái mùa nuôi, mùa dưỡng này nhé. Đây. Đây, ví dụ như các bác thấy đây là thùng gỗ gạo này. Đấy, thùng gỗ gạo này. Ván là dày phân 6, phân 7 rồi. Ván liền. Mà đặc biệt là bên em là các bác mua hàng thì luôn luôn là được em tặng một cái ván ngăn. Ván ngăn bằng gỗ này. Đấy, các bác mua thêm những cái vật tư nhỏ để em thả trong này luôn. Đó nhá. Đây, cầu đây, rất là đẹp. Máng này có mấy loại cơ. Đây là cái máng to nhất. Còn những cái máng mà nhỏ hơn nữa cơ. Đều có hết nhá. Đấy. Số lượng hàng thì rất là nhiều, các bác thoải mái đặt đi. Đây này, đây là toàn bộ là lô thùng gỗ sung này. Đấy, hàng này là hàng gỗ sung 27 các bác nhé. Bán liền hết. Bán liền hết nhá. Đóng này chắc chắn. Đây, đinh nẹp to. Đấy, bán nắp cũng là bán liền hết này. Đây là gỗ sung 27 này. Thế còn bên này thì có cả thùng sung 30. Đấy, thùng này thùng sung 30 các bác nhé. Đấy, từ cái cửa cũng là ván dày luôn. Nói chung là hàng đảm bảo chất lượng cho các bác, không phải suy nghĩ luôn. Đó.
Thế còn bên kia thì em có nô thùng 30. Đấy, nô thùng 30 bây giờ một số các bác là cũng rất là chuộng cái thùng 30 để nuôi cho nó rộng rãi thoải mái nhé. Đấy, các bác có thể lựa chọn cho mình thùng 30 đây này. Em có một nô thùng 30 đây. Đó. Rồi mọi thông tin thì các bác liên hệ trực tiếp số điện thoại em ghi trên màn hình nhá. Hân hạnh được phục vụ và giao lưu với các bác nuôi ong toàn quốc nhá. Rồi shop Tân Ánh đến Bắc Giang xin chào tất cả các bác. Chúc các bác nhiều sức khỏe và thành công nhá.